mới băng ở dưới cơ.
Narita, phi trường Narita, Nhật Bản. 3 giờ chiều ngày mùng 3 Tết năm Quý Mão 2023 nha các bạn. Không biết có ai ở Nhật Bản mời mình xuống ăn Tết không ta? Mới mưa xong, đường băng còn ướt, trời lạnh á, cỏ chết hết rồi. Cỏ này thì nó hay lắm nha, đến mùa xuân nó lại sống à, do gốc rễ nó lên hết. Mùa này phía bên trên là cỏ chết, còn nó gốc rễ ở dưới là nó mùa xuân ấm áp là bây giờ nó xanh rì luôn. Việt Nam mà bằng chuyến bay mà hãng Anna kia. Còn mình đang bay cái hãng đang ngồi đây là hãng của United Airlines. Tạm biệt một chuyến hành trình gặp nhiều may mắn của mình. Chào tình yêu Nhật Bản. Quay thoải mái luôn.